Hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junior Supercar Vlog. Hôm nay thì đi chơi và gặp ngay được em Bentley Mulsanne đời mới nhất và cũng là đời cuối cùng của Bentley Mulsanne luôn. Tại vì Bentley thì cũng đã mới công bố là sẽ ngừng sản xuất mẫu xe Mulsanne này rồi. Thế nên đây là những chiếc Mulsanne hiếm hoi thuộc đời mới và cũng là đời cuối cùng sẽ được đưa về Việt Nam. Chiếc này thì có ngoại thất màu xanh. Xanh lá pha chút xanh rêu, cực kỳ đẹp mắt luôn. Bây giờ hơi muộn một chút rồi nên màu nó không còn thật lắm. Tuy nhiên nếu mà là màu buổi sáng thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bạn nhé. Đây, mình sẽ quay gần hơn một chút cho các bạn chiêm ngưỡng này. Khi vào buổi tối thì nó hơi sẫm một chút, còn khi mà nắng lên thì cái màu này nó lại rực rỡ luôn, độc đáo luôn các bạn. Đó, các bạn chiêm ngưỡng chiếc này mà lăn bánh trên phố thì phải nói là mướt mát, các em nhìn, các anh nhìn và tất cả mọi người đều nhìn bởi vì nó quá đẹp các bạn. Ui, đang quay chiếc Mulsanne thì lại có một em hàng khác. Đây, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng chiếc SUV triệu đô. Chiếc SUV triệu đô Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce Cullinan. Wow. Quá đẹp luôn các bạn. Siêu phẩm luôn nhá. Đấy, quay lại với chiếc Bentley Mulsanne. Là siêu phẩm, quá đẹp luôn. Với ngoại thất màu xanh rêu, chiếc này thì thuộc phiên bản First. Thuộc phiên bản First Edition luôn các bạn nhé. Do Mulliner chế tạo luôn. Một cái đơn vị mà chuyên chế tạo những phiên bản đặc biệt, những phiên bản cá nhân hóa, những sản phẩm đặc biệt của Bentley. Đó là một sự đặc biệt, rất là đặc biệt. Hello anh. Đấy, quá đẹp và màu luôn. Đây có lẽ cũng là một màu sắc thuộc cá nhân hóa của Mulliner, được ta có thể chiêm ngưỡng phần đầu của chiếc Mulsanne này. Đó, quá đẹp luôn các bạn. Mulsanne đời mới và cũng là đời cuối cùng. Đây chính là cái điểm đặc biệt logo Bentley đặt ở phần đầu xe và có dòng chữ First Edition đó các bạn. Đó, cái dòng chữ First Edition. Đây, First Edition. Và bên này có chữ By Mulliner các bạn nhé. By Mulliner. Đó, cái logo này nó cũng có thể thụt xuống như Rolls-Royce luôn. Đây là phần đầu xe với lưới tản nhiệt kiểu nan dọc rất là quen thuộc trên Mulsanne đời mới. Đời cũ thì nó là dạng lưới ma trận, còn đời mới thì là nó cũng được cấu tạo bởi những cái nan dọc dọc này. Đó, những cái nan sọc sọc xuống này. Và được làm từ chất liệu kim loại mạ chrome sáng bóng luôn. Cái này mà đánh bóng thủ công thì khả năng cao là nó sẽ có độ bóng rất rất cao. Những cái mẫu xe như Bentley hay là Phantom hay là Rolls-Royce thì thường được đánh bóng thủ công nên nó có cái độ bóng cực kỳ cao luôn các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn pha LED này. Đó, bạn nhìn thấy đèn pha LED và có chữ Bentley ở bên trong các bạn nhé. Có chữ Bentley ở bên trong. Đó, quá là đẹp luôn. Đèn pha kiểu này thì các bạn nhìn cái nhận ra ngay là của Bentley các bạn. Nhìn phát là nhận ra ngay của Bentley luôn. Phiên bản Speed nó khác với phiên bản thường là cái hốc hút gió phía trước này. Nó có thêm một cái hình elip của cái đèn gầm. Cái đèn gầm được hình elip. Còn trên cái phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản EVKP thì cái này nó có một cái nan ngang này thôi. Không có một cái hình elip ở đây nhằm phân biệt với phiên bản Speed. Động cơ là động cơ V8 6.75 lít. Đó, một chiếc sedan cao cấp được trang bị động cơ V8 dung tích đến 6.75. Chiếc này có mô men xoắn đâu đó là 1.000 hay là 1.100 Nm vào nhá. Một trong những chiếc V8 có lực kéo, có sức kéo mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Nguyên bản mạnh nhất trên thế giới hiện nay luôn đấy. Đây là cái bộ mâm đa chấu trên chiếc Mulsanne này. Thông thường thì Mulsanne Speed nó sẽ có chữ Speed ở đây.
Tin chiếc này có lẽ thuộc phiên bản Mulliner và do và là phiên bản First Edition nên nó không gắn cái chữ Speed ở đây. Đây cũng là một cái điểm khá là lạ trên chiếc Busan này. Đây là phần ngang của xe này. Phần ngang của chiếc Bentley Busan, mẫu xe được xem như là đối thủ của Rolls-Royce Phantom. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn các bạn. Busan đời mới nhất. Đây là cái cụm đèn hậu này. Đèn hậu trên chiếc Busan. Mình cho giảm sáng một chút. Đó, đó chính là hình chữ B này. Với cái viền ốp kim loại bên ngoài, cái viền ốp kim loại bên ngoài. Khi mà nó sáng cực kỳ đẹp luôn. Khi mà nó di chuyển trên phố mà xem các bạn quan sát nó ở di chuyển trên phố, các bạn sẽ thấy nó đẹp vô cùng luôn. Cũng là siêu phẩm. Rồi, có lẽ mình sẽ chờ một chút cho xe di chuyển và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng xe lăn bánh trên đường các bạn nhé. Chiêm ngưỡng khi nó lăn bánh trên phố nó đẹp như thế nào. Lên phần đầu lại một chút cho anh em chiêm ngưỡng. Nội thất bên trong rất là đẹp luôn. Gần những chiếc xe trên phố thì mình lại không thích tìm hiểu sâu vào cái phần nội thất của xe. Đó là cái không gian riêng tư của chủ nhân. Quá đẹp các bạn nhỉ. Cũng là siêu phẩm. Siêu phẩm của siêu phẩm luôn. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc cái phần quay off ở đây. Ta sẽ chuyển sang cái phần di chuyển các bạn nhé. Wow. Bentley Busan First Edition phiên bản và Speed các bạn nhé. Đây là chiếc Busan đời mới mới được đưa về Việt Nam. Bentley Busan Speed thì đã bị khai tử và sẽ sớm được thay thế bằng một mẫu xe siêu sang khác của Bentley. Tuy nhiên đây là một chiếc hiếm hoi đời mới mới được đưa về Việt Nam với cái ngoại thất màu cực kỳ đẹp mắt luôn, màu xanh lá cực kỳ đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn từ phía sau thì các bạn có thể thấy cái logo của Bentley ở cái cụm đèn hậu này, nó quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Wow, phải nói là nó là đẳng cấp luôn các bạn. Wow, nó là đỉnh cao của thiết kế luôn. Nhưng rất tiếc là nó lại bị khai tử mất rồi đúng không anh em? Wow. Cực mê cái cụm đèn hậu của chiếc Bentley Busan này luôn. Đấy, nó quá đẹp luôn các bạn. Ui. Đây là phiên bản First Edition. Nội thất bên trong là phiên bản First và phần đầu xe. Cái logo chữ B ở phần đầu xe nó có chữ Bentley Mulliner First Edition. Cái logo phía trước thì nó có thể thụt thò giống như những chiếc Rolls Royce. Quá đẹp luôn các bạn. Quay. Để một chút nữa thì mình sẽ lên phần đầu xe, mình sẽ quay một chút phần đầu xe cho các bạn chiêm ngưỡng nhá. Chiếc này quá đẹp luôn đấy. Quay. Wow. Các bạn có thể chiêm ngưỡng phần đầu của chiếc Busan. Quá đẹp luôn. Wow. Siêu phẩm.